Bắc Kinh nói triển khai nhiều tàu bè và máy bay tới tìm kiếm phi cơ quân sự Việt Nam gặp nạn vì tinh thần quan hệ hữu hảo. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh vừa loan báo chính quyền nước này đã ngay lập tức triển khai 9 tàu thuộc lực lượng Hải quân và tuần duyên tới Vịnh Bắc Bộ giúp Việt Nam ngay sau khi nhận được đề nghị của Hà Nội. Bà Hoa cho biết thêm rằng, ngày 18 tháng 6, Trung Quốc triển khai thêm 4 máy bay cũng như 8 tàu đánh cá tới tham gia công tác cứu hộ, và rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục dốc hết sức lực giúp Việt Nam vì tình hữu nghị và lý do nhân đạo. Theo nữ phát ngôn nhân này, thì tới nay, tàu của Trung Quốc đã gần 40 lần ra khơi và máy bay của nước này đã thực hiện ít nhất 6 chuyến bay tìm kiếm. Bắc Kinh cũng đồng ý cho phép tàu thuyền của Việt Nam tiến vào phía vùng biển của Trung Quốc để thực hiện công tác cứu hộ. Mỹ ngày 17 tháng 6 cho biết sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam, nhưng hiện chưa rõ phản hồi của Hà Nội ra sao. Máy bay tuần thám CASA 8983 của Cảnh sát biển Việt Nam gặp nạn phía đông nam đảo Bạch Long Vĩ trong lúc tìm kiếm phi công lái máy bay chiến đấu SU-30MK2 mất tích trước đó. Truyền thông nhà nước cho hay lực lượng cứu hộ ngày hôm nay đã xác định chính xác vị trí của một động cơ máy bay CASA gặp nạn ở độ sâu khoảng 60 mét. Hai thi thể đã được phát hiện tại nơi tìm kiếm chiếc máy bay của cảnh sát biển.